Nam em cùng chồng sắp cưới đại náo siêu thị, nàng hoa khôi bất chấp ngồi vào xe đẩy hàng. Nam em và chồng chưa cưới lại gây náo loạn mạng xã hội với loạt hành động gây tranh cãi tại siêu thị. Tối qua ngày 1 tháng 2, nam em đã livestream khi đi siêu thị mua sắm Tết cùng với chồng chưa cưới. Màn lên sóng này của nàng hoa khôi lại gây bão mạng xã hội. Người đẹp gây tranh cãi vì hành động ngồi vào xe đẩy dùng để chở hàng để nửa kia đẩy đi. Khi bị chỉ trích về điều này, nam em cho biết, tôi bị tiền đình thì ngồi xe ổng đẩy đi chứ đi. Có gì đâu mà khó chịu. Không chỉ thế, nam em còn nhái lại màn bán hàng online của Thái Công. Cô không chịu rời xe đẩy hàng và liên tục dùng biểu cảm nhắn nhít để rao giá từng món hàng cầm trên tay. Chồng chưa cưới của cô cũng hợp sức với người yêu bày trò trên sóng livestream. Hành động của cả hai khiến dân tình tranh cãi không ngừng. Nam em cùng chồng sắp cưới đại náo siêu thị, nàng hoa khôi bất chấp ngồi vào xe đẩy hàng. Nàng hoa khôi càng khiến người xem phản cảm. Thời gian qua, nam em trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Cô liên tục khóc lóc và chửi bới cư dân mạng vì dồn ép cô vào đường cùng. Nàng hoa khôi cho biết mình đang nợ hơn 4 tỷ nhưng sẽ cố gắng trả hết. Thậm chí, dù cô có qua đời thì cũng có di chúc tiền bảo hiểm trả cho mẹ nuôi nên không ai phải lo lắng.